Anh em có đam mê cái trương phải gầy rỗ đô mini không? Xét đồ cầu luôn nhá. Cái dù đâu cần tuột đâu mất rồi. Cũng là vấn đề nhưng mà thực ra cái này không khó đâu. Trong cái hộp phụ kiện á, có cái dù rồng. Là cái này. Cắt dù rồng xong cho vào đây nhá. Mình cắt một khúc như này đi. Đây, không ngắn quá, không dài quá này, ướm vào này. Ca qua cái này cho nó có đồ bám. Lấy một cái cuộn dù này xá nhỏ nhỏ thôi. Sợi dù này này, xấu vào cái dù rồng. Nhét vào, nhét chặt chặt vào luôn, gấp đôi cái sợi này lại này, xong mình bắt đầu vẫn ngược từ trên này xuống nhá. Cho cái sợi này vào đấy này. Đó. Vào này. Từng cái sợi trên này rút lại này. Là nút này hẳn thắt lại này. Đó. Ở dưới đang rút lại này. Đó. Cắt sát luôn. Mùi nó như kéo trấu cũng không đứt. Xong nhá. Không đẹp như ngoài tiệm làm nhưng mà chấp nhận được đúng không? Xoắn đấy hai vòng nha này. 1 2 sâu vào đấy. Rút lại. Càng sát cái đầu ngọn này càng tốt nhá. Thì lúc cấu nó đỡ bị vẩn vào đấy, nó đỡ bị rủi giấy. Rút chắc là cắt đi là được. Mình sẽ buộc nhánh bộ trục để cấu luôn nhá. Cái mũi đầu cân này, gấp đôi lại này. Buộc này. Chưa? 1 nè. 2 nè. Rút lại. Thấm nước rút nhá. Rút lại. Sâu cái hạt tràn bự bự hơn vào. Cái này vòng thanh số 8 này cho vào đầu cân cấu này, rút lại này, kéo cái hạt chăn lên. Chưa? Đơn giản chắc chắn. Vì là đánh cân ngắn nên mình sẽ buộc trục dài hơn cân cỡ găng tay, hạn chế đứt trục, hạn chế đứt theo, hạn chế gãy cân luôn. Nay đánh tổng hợp nên là mình sẽ chơi cặp chép với lớp thỉnh lớp cá. Thỉnh này đừng cho nhiều quả nhé. Ôi. Đừng quá. Nó rui.
Thiệt rồi. Đừng chạy ra nữa. Chắc không lên được luôn nhá. Tiền nhá. Hình như đành bị trơn tay quá. Phải cuộn cái này vào. Đôi nha mới về này. Sau này có cái băng dán này này nhá. Tí nữa để dán. Bây giờ cuộn trước cái đã. Bóc cái lớp này ra trước này. Ở ngoài cái băng cuộn này có cái lớp bảo vệ này, bóc cả. Tôi xẻ cái băng keo đấy nè. Nó cuộn vào thôi. Có bác nào chưa biết cuộn không? Cuộn này. Từ đây này, cuộn ngược lên này. Tình cuối này lại bóc cái băng keo này ra. Dán ra là được. Có cái cuộn cân này vào đánh chắc tay lắm. Dán đến đây thôi nhá. Dán thêm cái băng keo lúc này này. Dán thêm cái này vào nữa. Cho nó chắc hẳn. Cực kỳ chắc tay luôn. Này xả ô rồi cho nên là dơ đánh môi hơi nhỏ lại cho vừa mô con cá. Đây thôi. Đây, có cái này cầm đúng là sướng hẳn. Chạy đi đâu?
Đó, đúng rồi, quay full 26 đối cảnh. Rồi, chép tiếp. Mưa này chép để ăn mảnh thật. Chạy nó chán đi. Ê, đừng em ơi, đừng chạy đá nữa. Ui, chạy đúng. Thôi, được rồi. Thôi. Con này chạy dưới đó. Chưa biết con chi luôn. Ôi trời, mỏi tay. Rồi, đến đi. Ui, chép, cái đuôi tay. Cái đuôi đỏ lom luôn. Ui. Ngày vào đây khoảng chục con đi là đẹp. Con lũ cấu nữa. Này để đồng hết ổ đó. Bắt cạo nhé. Tức bồn con chép các bác ạ. Bồn chép to đung. Chất lượng chứ.